một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nghe trang giấy, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi, chỉ trên phố dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ ai quên con đò xưa, dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng sáng soi bước em trong tới chào mừng ngày 20 tháng 11. Hôm nay
Sau buổi lễ kỷ niệm trang trọng và chan hòa tình cảm này, cho phép tôi thay mặt chi bộ nhà trường xin gửi đến các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường cùng toàn thể các em học sinh lời chào trân trọng nhất. Kể từ đó, ngày 20 tháng 11 hàng năm đã trở thành ngày hội ăn quả nhớ kẻ trồng cây từ ngàn đời nay của người Việt Nam, mà còn thể hiện niềm tin. Chính vì thế, đòi hỏi mỗi người giáo viên chúng ta không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sức phạm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh trồng người mà Đảng và nhân dân giao phó. Trang giáo án lực, trí tuệ, tình yêu thương của mình để đóng góp nhiều hơn nữa cho giáo dục xã nhà, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn học. Kính mong Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức quản lý học sinh tại thôn xóm góp phần giáo dục lễ giáo cho học sinh. Sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức đứng chân trên địa bàn xã, nhất là sự quan tâm. Tôi xin chúc tất cả chúng ta trong ngày lễ trọng đại này một sức khỏe dồi dào, một lòng yêu nghề mãnh liệt và một khối đoàn kết thống nhất để cùng nhau hoàn thành sứ mạng vinh quang trồng người cho thế hệ tương lai. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh. Hôm nay em cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được thay mặt cho hơn 400 bạn học sinh gửi lời tri ân đến các thầy, các cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh. Trong cuộc đời chúng ta, ngoài cha mẹ thì thầy cô là những người có công dạy dỗ chúng ta nên người. Hàng năm, từ đến ngày 20 tháng 11, chúng ta lại cùng nhau tri ân, nhớ đến thầy cô, những người lái đò thầm lặng trên mỗi chuyến đò tri thức. Thầy cô là người hướng dẫn, bồi dưỡng, truyền đạt cho chúng em những kinh nghiệm mà nhân loại đã tích lũy trong suốt quá trình lịch sử lâu dài về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kinh nghiệm sống để mở rộng trí óc cho chúng em. Thầy cô không chỉ cho chúng em tri thức mà còn rèn luyện cho chúng em bài học làm người. Lúc còn bé thơ, thầy cô dạy cho chúng em từng nét chữ, từng con số. Rồi theo năm tháng, chúng em lớn dần lên, thầy cô lại dạy cho chúng em những điều hiểu biết cao hơn. Chúng tôi cũng được biểu, chúng tôi cũng thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em thân mến. Bác Nguyễn Cao Bằng, một doanh nhân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, người con thân yêu của quê hương Việt Thắng. Trong những năm qua, với tình cảm và tâm huyết với quê hương, đặc biệt là đối với ngành giáo dục huyện Nghĩa Hưng, bác đã có những đóng góp to lớn, đầu tư cơ sở vật chất, làm trường lớp khang trang và hiện đại. Trong ngày hôm nay của các thầy giáo, cô giáo, bác có món quà ủy quyền cho ông Mai Hồng Tông, có quan hệ họ hàng nên trao cho các thầy giáo, cô giáo trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Mai Hồng Tông lên trao quà. Trân trọng kính mời cô Triệu Thị Thu Thoa, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên nhận quà.
bla.